Hello, hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với ngày thứ ba nhé các bạn. Ngày thứ ba thì có những thứ gì? Ngày thứ ba thì các bạn sẽ có những cái nhiệm vụ mà bạn cần phải làm. Ví dụ như bồi dưỡng tiếng Anh này. Bồi dưỡng tiếng Anh này thì mình thấy cũng khá là khó lên đấy các bạn ạ. Cái bồi dưỡng tiếng Anh này lên khá là... không phải tiếng Anh mà tinh linh. Nghĩa là bồi dưỡng con pet đấy các bạn ấy. Bồi dưỡng con pet đấy. Thì đối với việc bồi dưỡng con bé này thì các bạn cũng có một cái nhiệm vụ đạt móc tinh linh. Nó giống cái nhiệm vụ level cũng như nhiệm vụ cánh ấy. Thì bây giờ là nhiệm vụ pet. Thì đối với cái nhiệm vụ này thì mình thấy nó rất là khoai khi mà cần phải tinh linh lên đến bậc 5. Trong khi đó, cái chai của chúng ta đang lên bậc 1 cũng rất là nhạt. Đấy, bây giờ mà cái chai mà lún lên bậc 2 rồi bậc 3 cũng rất là lâu, huống gì mà phải lên bậc 5 mới hoàn thành nhiệm vụ. Rất là khó luôn các bạn nhé. Cực kỳ khó luôn. Đấy, tiếp theo nữa mình sẽ check cho các bạn một số cái này. Khiêu chiến thủ lĩnh này cũng cũng dễ này. Cái này thì khá là dễ, các bạn có thể làm được. Bộ trang bị sấm sét thì tổng số bậc sấm sét đạt 9 này, 11 này, đạt bậc 13, đạt bậc 15. Thì cái này mình thấy cũng dễ thôi. Còn đối với quạt trợ lực thì có bạn có thể mua vé bọt cá nhân. Đấy, cái mình thấy cái này cũng thiếu nhưng phải nạp các bạn. Cái này không cho mua bằng vàng khóa, khá là cay. Cái vé này mà cho bằng mua vàng khóa thì rất là ngon. Đây, đa số là không khóa nha. Thôi thì cái quạt trợ lực chúng ta bỏ qua đi. Vẫn như ngày 2 thì cũng như ngày 1 thì chúng ta cũng quay đi quẩn lại những cái hoạt động đó thôi. Riêng điều đặc biệt là ngày 3 thì các bạn sẽ ghép lên server rồi các bạn ạ. Tức là ngày 3 khi mà chúng ta đi đánh nhau thì đã ghép lên server rồi các bạn nhé. Ở đời tí mình đánh con bọt đã. Hầu như là ngày 3 là chúng ta phải ghép tất cả hoạt động tỷ võ, đánh loạn đấu hay gì đều ở lên server rồi các bạn chồng sao đi. Ghép thần tra mình ghép một chồng sắp xương đấy, khảm luôn. Cái chồng sao này thì các bạn có thể kiếm bằng việc là chúng ta đào kho báu nhé. Đào kho báu thì ra chồng sao khá là nhiều. Đợt này thì cường hóa trang bị cũng như cũ rồi. Chỉ việc có cái gì là chúng ta sẽ nâng cái đó, cũng không có quá nhiều mẹo là tiếp cho các bạn. Đối với ngày 3 hầu như là những cái cơ bản nó hết cả rồi. Đấy, còn đối với kim cương này các bạn mua được cái gì cứ mua nhé. Kim cương mình thấy cho khá là nhiều, nhiều vãi luôn. Khảm này, bây giờ mình đã khảm được slot thứ ba rồi. Ở ngày 3 thì mình đã lên bậc 4 rồi các bạn nhé. Đấy, mình lên bậc 4 này. Mình đã lên bậc 4 rồi các bạn nhé. Mình đã lên xong bậc 4 rồi. Bây giờ đang quá trình lên bậc 5. Để đạt yêu cầu bậc 5 thì các bạn phải làm hết cái nhiệm vụ này. Đấy, cũng như chăm đánh bọt. Chút để chúng ta lấy cái đá chúng ta nâng thôi. Hiện tại server mình cũng hơi vắng các bạn. Vắng vãi luôn. Hình như trò này ít được quảng cáo truyền thông với các bạn. Nên thôi thôi thì chúng ta chơi trải nghiệm thôi, cảm nhận thôi. Thu hồi vượt. Bạn có gặp cái tình trạng giật lag không? Lúc mình chơi hay cảm nhận tình trạng giật lag á. À, kim cương của mình kìa, cần lên 1 tỷ rồi các bạn ạ. Anh nhà nhiều kim cương quá. Thiếu thì vẫn thiếu vàng khóa thôi. Vàng khóa thì nó sẽ giúp các bạn là trong quá trình hoạt động này cần một số cái chúng ta có thể xài vàng khóa khá là ngon. Mà nhiệm vụ nhiều các bạn, riêng vấn đề đánh boss cũng mình cũng thấy một ngày nhiều. Cho dù mình làm hết cái tân thủ rồi đến ngày thứ ba rồi chúng ta cảm giác là một ngày các bạn cũng phải vào chơi 2 đến 3 tiếng. Mình thấy hoạt động nó nhiều lắm các bạn ạ. Không phải chảy mám mà nó hoạt động quanh đi quẩn lại ấy. Tôi bình thường hóa mắc cái vũ khí đánh nhá. Từ cái trò này thì PVP cũng khá là hay.
Các bạn khi mà các bạn mạnh ấy, các bạn có thể ra chặn cổng, không cho mấy thằng kia nó hộ tống. Cái nhiệm vụ hộ tống khi mà thời điểm x2 điểm ấy thì mọi người đi hộ tống khá là nhiều. Ui đánh con bọt lâu quá. Cái này thì mình cũng làm mắc rồi, các bạn hầu như ngày 3 các bạn đã làm mắc rồi. Quả mới server. Được cái kết trò chơi này thì trong quá trình các bạn chơi ấy, thì cho VIP bạn lên VIP khá là sướng. Cái này mà ra bản C ấy, thì chơi nó hay. Bạn ra bản quốc tế của mà Việt Nam thì hơi ít người. Đấy, còn cái này mà cho vàng quốc tế đánh bản quốc tế thì nó khá là hay. Không biết là sau này nó có kết nối với bản quốc tế không, chứ mình cũng đang thấy là có server quốc tế các bạn ạ. Thôi mình khá mệt đá luôn các bạn. Không được. Tăng tăng mỗi cái trang bị là có một loại đá màu khác nhau các bạn nhé, nó sẽ cố định rồi đấy các bạn thấy chưa. Ngày đầu tiên đấy, ngày đầu tiên các bạn làm cái nhiệm vụ level 200 các bạn được một viên đá level 5 các bạn, khá là xịn. Tầm này thì không ai đánh bot, còn mấy giờ nữa mà sẽ qua ngày và không ai đánh bot nữa thì có cơ hội đánh được những con bot to. Cái trò này thì các bạn mà chơi server càng vắng thì các bạn có cơ hội KS bot khỏe, nhưng đôi lúc nó cũng là hơi buồn. Đây các bạn thấy còn 16 phút nữa là qua ngày mới này. Mình check cho các bạn là một lần nữa. Và online hôm nay thì mình mới chơi được 2 tiếng thôi. Cái cầu phúc này qua ngày nữa để các bạn nếu mà muốn lên level các bạn có thể cầu phúc. Đấy, các bạn có thể tiêu. Bây giờ mình đang gắng lên level tí các bạn ạ. Còn 4 level nữa thôi để nhiều lắm, một ngày làm một nhiều thật các bạn. Nhiều dã man. Có màn XP thì mình đã đi rồi. Còn cái này mình cũng chưa đi xong này các bạn. Chắc là càn quét thôi. Cái này thì đi cho các bạn kiếm đá. À, mấy cái hoa văn chính xác này mình cho. Mình nghe linh văn này khá là ngon các bạn. Mình còn cả đống các bạn. Có bản đúc hồn này mình cũng chưa đi nữa. Nhá nhiều thế. Cái này lực chiến đề cử chắc mình không đủ được các bạn. Lực chiến đề cử là 90 vạn. Với đó hiện tại mình đang 75 vạn lực chiến. Mình thấy ngày 3 thì mình đã bùa được, có cái tính năng bùa được các bạn nhé. Bùa thì cho các bạn hiệu ứng khá là ngon. Mình nhớ không nhầm thì bùa các bạn có thể bỏ kim cương ra mua được. Ui, quài đi các bạn ạ. Vẫn qua nhé mắt. Ok, được 3S. Ui, không ra càn quét các bạn. Vẫn phải đi bằng cơm. Cái tạo đội này mình cũng đi một lần rồi, thấy cũng dễ mà các bạn, không khó lắm đâu. Toàn nạp. Nạp vãi nhái đi. Quả siêu này cũng nạp. Đầu tư tìm kho báu này. Cái con quà này chưa nhận được. Cái hoạt động này thì hoạt động tuần thôi. Đấy, còn 7 ngày thì các bạn đạt đến mốc thì các bạn sẽ nhận được quà thôi. Tìm kho báu hôm nay không có chìa các bạn. Sắp ra bot rồi các bạn. Bot này ngày hôm nay mình cũng chưa đi này. Hiện tại đang có 2 con, đang x2 tỷ lệ rơi. Món này thì bình thường thì server càng đông đánh thì nó sẽ tính theo bảng xếp hạng thôi. Ui bọt đam to đấy các bạn ạ.
Rồi cổ vũ đi, mắc luôn nha các bạn. Đa số thì vào đây chúng ta sẽ cổ vũ mắc cái lượng đam để chúng ta cướp được cái bảng xếp hạng. Nói chung là tờ này các bạn chỉ up thôi, up và up thôi các bạn. Nhiều tài nguyên là bao mạnh. À, ưu tiên tấn công một chút. Tinh luyện này. Phun đá luôn đó các bạn. Tăng cấp. Quy lạc đi. Còn không? Ui giời, còn quá nhiều. Ui lên được cả level 4 luôn. Thơm. Ok, kích bộ này. Nhiều tính năng thật, kích bộ cong nữa, cầu thủ nữa. Đây được bao nhiêu lực chiến biết. Ghép trang bị này. Ghép được cái này không? Cái này thì chưa ghép được. Ghép bộ này. Nói chung là các bạn thì cứ thấy bảo làm cái gì các bạn cứ làm nhé. Nó rối lắm. Ui đánh mãi chưa xong. Đấy khi mà các bạn sẽ vừa vắng như thế này thì cũng thiệt thòi. Ui cánh với cánh bậc 2 nha các bạn. Cánh bậc 3 này. Đẹp. Cái trò này thì cái ngoại trang đồ thì khá đẹp. Các bạn chơi giải trí thì cũng ok đấy. Nhưng mà để mà bem nhau thì cần phải nạp phải không bạn? Ok, video của mình đến đây chắc cũng là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn thấy hay bổ ích cho mình xin một like, một đăng ký với.